mau đâu rồi về vậy chứ, về với thầy tội thôi. Nên nên có bãi rồi. Thầy, thầy cái món này nữa, thầy cái món này là anh sang anh giới thiệu cái món của anh lên thì phải ăn đâu cặp cái gì anh Sang. Không uống với anh Sang chưa? Tôi giờ uống đi trời ơi. Đây tiếp theo. Hả? Đó lại lên hả? Lên thêm một cái món nữa. Thiệt chứ. Món này đợi cho nó sôi tí xíu nữa mới lấy dạ, dạ. Cứ mình cứ để đi. Trời ơi, nó có quả của anh Thông kìa. Trời ơi, lỡ rồi anh vợ anh chơi, dễ mối tiêu anh vợ. Đây nè, đang lên mà. Đây đó. Có nè, có đây. Để tao này mình ăn luôn vỏ hay uống sao? Uống với anh Sáng kìa. Uống chưa? Chưa học lại. Dạ. Rồi, rồi. Chưa học lại. Đâu có học đâu chưa. Cho anh không học thì chưa học lại. Cho anh không học thì mình phải ăn cái vỏ thôi chứ thì sao? Ừ. Ra, ra quán chiều cho Liên Sinh bố Thanh Long bỏ hộp. Thanh Long bỏ hộp chắc nó chửi chắc xỉu luôn á. Lấy cái ly qua luôn nè, biết sao ca nước còn nè. Nghe là dư âm vẫn còn kìa. Bởi vì dạy cho nó nói thì đúng. Nó qua về liền trước em. Ừ, qua về liền mà. Đậu đi, cho con mẹ ăn gấp. Từ từ. Nó đang ăn cua. Rồi ăn coi đi. Đi đường nội nè, ông ngồi gấp hoài. Đúng. Bữa nay đứng gió luôn trời. Hồi bữa ngồi đây mát giả mà ăn. Chắc chiều chiều mát hả? Không, gió vậy nó mới lộn. Cái ghế đó lạnh về em cho đem nằm thôi. Mát lắm. Rồi lên lên lúc ơi. Lên lúc ơi. Ê, ăn đồ ba đồ mát này cặp tôi găm vô. Cái gì mình gà nãy là mình gà ăn không. Đồ ba với mẹ với trái cái hai đồ qua chơi. Phật chứ nó hả? Em nói thiệt luôn á. Cả một giờ mới có rồi. Bệnh còn tùm lum mấy. Bỏ bỏ đi cái gì. Chanh cái gì nữa, chanh thêm không? Dạ có, được, có thì dạ rồi. Còn miếng cái gì á. Xăng lớn cái này nhỏ không? Đúng. Dạ nhỏ. Đâu mình gấp miếng cua nữa ngay nhé. Chanh giờ cũng phải đi. Dĩa cua rồi nhé. Hay về cái cải cho bé mùa này đi với mấy chú, còn mấy chú ăn không cho không được ăn. Để đây không nói gì thêm. Rồi bỏ máy xuống, con nhúng nước đá bây giờ. Đâu có hồi luộc chăn luôn á. Đấy à. Từ máy đó mà luộc với nước chăn rồi đó, mau mềm giả mang thả vô là nó mềm liền luôn. Không thằng kia rồi đó ngâm nước đá rồi chưa sợ hồi đem dục vô nguyên xô nước luôn. Trời chết em. Bóc gió một quá tối ơi. Mấy anh giết em luôn rồi đó. Vô cùng giết. Khác nữa. Chanh này nó mỏng vỏ mỏng dần à. Chanh chanh trồng ấy. Chanh rồi vô nó quay. Phòng này chẳng đi nó để gì nữa. Không biết kinh nghiệm rồi, không có đảm đương gì. Nó chơi ống ngậm đâu uống nè. Dài vậy mới đá đó chứ. Chốn mà chốn, tới giờ mình có uống nè. Ừ thì nó cũng còn dai đó nè. Thì vừa đi. Dài dạ, dạ. Thì dai. Đây là đầu bếp trưởng. Nãy giờ lo cái món chăn hầm xả. Rồi mời anh nha. Rồi. Để cho nó khang đều, cắt thử hai vị khang đều ha. Bây giờ dầu ngâm ở đây nó dậy vậy. Tốt, tốt. Mấy, quá trời tốt. Mấy năm trước á. Vì nói chung là cái gì cũng bự hết trơn. Bánh thứ một không? Dạ. Ừ, của bánh thứ một ăn với Thanh Tiến là không ăn. Đó rồi. Hả? Thanh Tiến làm sao? Bánh Thanh Tiến là không ăn, tại vì không có. Hài nữa đó. Có sao? Hiểu rồi. Anh nói hồi nhảy vô nồi lẩu tôi ngồi. Chính rồi cho anh xé nè. Bởi vì bển đem qua mình cũng có. Tam dân Cà Mau á, thì mấy con cua gì là nhìn là cho là nó chắc đúng không? Chắc lội. Đó. Mình lên trển mình lựa con cua cũng phèn, cũng chắc, cũng kiểu màu gì. Luộc ra nước không? Đúng rồi. Bức
bực mình ghê thiệt. Không có phải mà con cua nó nấu vàng là nó chắc. Không thì cũng lựa mẹ cầm cua cũng thấy cũng cứng cáp. Con cua đó đi Trung Quốc đó là mấy con cua trắng. Trắng mà cái dạng như mà nó trắng đục á. Vậy là anh có sức bình Trung Quốc nữa hả? Nhưng mà Trung Quốc thì phải Trung Quốc có bán Trung Quốc có bán lại cái dây của Trung Quốc không? Có. Anh, có luôn hả? Mình phải có dây của nó. Vậy là mình mua dây của nó cũng như là mình mua về nó như cái mía vậy đó. Rồi người ta có cái lò người ta nấu ra. Nấu rồi có máy nó cán dây xuống máy vậy đó. Chứ không phải mà bắt buộc rồi của nó nhập hẳn giờ là mình phải chối liền. À, vậy luôn ta. Nhưng mà phải chối dây đó nó mới ăn phải không? Dạ. Bởi vì bữa hổm đi nghe cái bà giữa cua ở ở Đầm Dơi. Bà nói hơi bà tưởng mình không biết cua. Nói xong hơi thì ra anh cũng ở Cà Mau à. Mới hôm qua em kia vậy em đi đặt giá đi ngang tới cầu em thấy đóng cua. Mà nó tới dây thảm bự à, bự ngó tay em nè. Thằng sao á, em đi không? Em đi kế. À, đặt cái đầu. Để cái điện thoại anh đầu nè. Anh em về ăn luôn là trả là đi về tới Cần Thơ rồi quay à, nhân thường vậy đó. Để đầu như đó cái mình ngồi. Giờ mình lấp nước nè. Quán mình cua gạch rồi đó. Đây đầu bếp, đầu bếp đang ăn mở trước em. Dạ, mở. Mở chăn. Mở chăn. Mở thì nhiều vậy. Không, mới chan lên rồi các bạn rất là bổ tính đi mà khách giảng like nữa thì nó chém mình chứ sao vậy. Mở nó ngộ ha, cục 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 nhưng mà bỏ này chắc cái bụng quá vậy anh. Đó thì nó chém khách giảng like. Đẩy trong bụng nó hả? Nên anh không, em ăn em sẽ gấp. Em chém em nhiều lắm rồi. Mở chan đi. Không biết được không mở chan. Chú hết thêm miếng rồi miếng nhỏ thôi. Không em ăn nó mà nằm ngoài bụng. Công nhận không hả? Ở trong bụng đâu ngoài được. Đúng rồi. Không nằm ngoài này nó đang nằm ngoài. Rất nhỏ thế ăn mở chân sụp sụp mấy ông đã ha. Tính cho mới lộc cơm đó giờ. Làm cơm bỏ ăn cái hộp. Tại vì cũng cái là bữa ổng anh hai ổng tính kêu thằng em lấy xe chở đi chơi. Đi tới bao cũng ngày lắm. Cái nào đi đi. Nhưng mà đây rồi cho tôi giá anh tám thôi nha. Xuống tới tủ lạnh. Mấy ông muốn đi chơi đâu nữa đi không thôi đủ không. Tính cho nó là khỏi đi. Gửi gặp họ đợi lấy rượu đây lấy rượu lại là đợi hai nghĩ lên đó mẹ nãy giờ ăn là khoảng một tiếng đồng hồ khoảng một tiếng đồng hồ đó nhưng mà thịt mồi thì vẫn còn đầy đủ quá trời nãy giờ chay hả ừ cái nào thêm chay mới nữa nè mà ăn nó giờ sao uống vậy hay là cần nhâm đất xe đá không suốt cơ mà cũng như là cái máy suốt củ long mà tắt máy còn nuốn thêm 12 bó là bao mồi đâu phải lắp xe đá này còn thôi nãy giờ nãy giờ ướp lạnh nè ha nhưng mà nãy hồi đó hết lạnh nhưng hồi đó nó hết lạnh á đây em chặt cái món gì cái món gì chim dâm hả đó mua chim dâm này về em ăn không được mẹ chua dính luôn à, vậy là không phải vậy là anh không có mua chôm chôm này rồi chôm chôm này chôm chôm ta ăn đường á ăn luôn hả ăn luôn cái gì mà trái gì nè mà con cái nó ẻm kiếm nó hơi bự hơn này chút xíu chôm chôm ẻm nhưng mà cái gông nó cũng còn hơi chút xíu chứ không phải như vậy nó không phải chùi lưỡi đúng không lưỡi này là gì không cái kia bự hơn chôm chôm thái kia bự hơn còn em bữa mua nha nó nói thôi em đừng mua nhẫn là nó không được thì lọt ra rồi cắn cái hột đó thì bự cái đầu nó bám nó theo hết nó còn vậy hả ơi chở vô đi để chở vô đi cái rượu đó là rượu gì mà anh bỏ trong thùng đá vậy tám rượu đó rượu gì mà anh bỏ thùng đá vậy nó cú lễ đừng có nói với tôi uống từ chảnh xuống đá đây nha quá ở chợ nó uống một số vậy như đem đây chứ không có uống từ dẫn xuống đây vậy là uống không hay là sao cái này là đóng thùng đem đây có nghĩa là từ chợ xuống tới đây là không uống miếng nào luôn xuống đây để đấu trên sàn như
Thiệt luôn. Những thiết bị gửi. Không, hôm bữa em về bị những thiết bị gửi cái thùng này. Bà chẳng. Ừ. Bởi vì đúng rồi. Tối nay còn ở đây mà. Mới đây xong bằng ra em gửi cái thùng. Đúng không? Mà em giả ra em thấy rượu em đi ghi rồi. Trời. Đã đây. Thôi, lượng mà cái lịch người ta có rồi. Lắp lắm gì đây, chuyện không lắm gì đây. Chiều nay bây giờ mình chút xíu nữa mình nhậu xong cái mình nghỉ ha. Cái chút xíu cái mình ra Vuông. Rồi xuống đây là phải xuống Cà Mau là phải ra thăm Vuông. Bắt cái đói phải không? Cái Vuông bắt cái đói không? Cái đói mới thuốc chắc mới thuốc không đúng hết, thuốc hết à. Bây giờ với cái như thế này sao? Có đợt mà hôm nay 8 về đó. Cái đầu bơm nước ngoài vô. Bơm vô khoảng 15 20 phút. Nó lại ngay sòng mà cái đầu nó chỗ mình bơm nước vô á. Hai năm lấy lưới. Xong đầu là thả xuống 15 20 phút cái kéo. Có mồi nhậu rồi, ta nói. Nếu mà là nói chung là cũng nhậu cũng nhiều món.